Nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay nên đi đặt ếch ha cô chú anh chị. Đặt ếch nên có đem theo một chục cái lợp ếch, nhưng mà nó bị gắt hết cái à. Bị chuột cắn á, gắt hết cái à. Còn có 9 cái à. 9 cái mà nãy giờ nên đặt hết 7 cái à. Còn 2 cái nên đặt theo cái bờ mương nè. Dài lại đằng đó, bằng chiếc xuồng đằng góc đó nên cũng có một cái nữa đó. Rồi dòng ra, dòng lại đằng chạy nên. Nên đây mình thấy có dấu giò ếch nè. Đó, dấu giò ếch cũng có mà dấu giò chuột cũng có. Nhưng mà đa số thì dấu giò chuột nhiều hơn dấu giò ếch. Mình thấy dấu giò chuột thì nhóc. Dấu giò ếch cũng có nữa mà ít cô chú anh chị. Đó, nên đặt này. Đây nên đặt đây một cái, ở ngoài kia nên đặt một cái. Phong cảnh buổi chiều, ông mặt trời chuẩn bị xuống ha cô chú anh chị. Ông mặt trời chuẩn bị xuống. Thì bữa nay nên đặt chuột tiếp cái luồng bữa trước ha cô chú anh chị, trong cái hàng bạch đàn đó. Dài lại đằng đó, nối đầu với con khúc hôm qua nên đặt. Hôm qua nên đặt thì tới cái góc, tới cái ngay chằng chỗ cái đám chuối, thì bữa nay nên đặt từ đây dài lại đằng đó, nối tiếp với đầu kia ở đây luôn, với ở đây một giỏ, với ở ngoài kia nên đặt một giỏ, ở ngoài đám cỏ nên đặt một giỏ nữa. Là nay nên đặt hai chỗ khác biệt chứ nó không có dính chung. Giờ nên đặt nãy giờ rồi, còn 7 cái coi đặt được 7 cái rồi, còn 2 cái nè, 2 cái giờ nên kiếm chỗ nên đặt, chắc nên vô trong cái mương này nên đặt thử hay có. Trong đây thì nên không có thấy dấu giò cô chú anh chị. Không thấy dấu giò bên đây. Nhưng mà mình đặt cứ coi hên xui. Cũng đâu biết chừng được. Nó nhiều khi nó cũng có. Ở đây như có ai dân lưới cá lồng tông nè, nên thấy dấu giò nè. Dấu giò này chắc cũng còn mới nè. Cây cắm. Như làm như có ai mới dân cá lưới cá lồng tông á thì phải. Rồi nên thấy cây cắm nhóc cái dân kìa. Cây cắm hai bên bờ là người ta dân qua dân lại. Hôm qua thì bữa trước thì nên dân lưới bên cái mương bên đó. Bữa nay bên đây có ai dân nè. Này là mới dân nè. Mới dân đây nè. Mới dân ta đi. Mới dân xong ta về. Thì dân lưới cá lồng tông hay gì. Nên thấy có con cá lồng tông còn kiến bu à. Chắc nên nghĩ là dân lưới cá lồng tông. Giờ còn hai cái nên sẽ đặt ngay góc này một cái, rồi đi qua bên cái mương đâu bên đó kiếm chỗ nên đặt một cái nữa là dứt điểm. Phong cảnh buổi chiều của chú anh chị. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại tối nay ha. Chừng nào nên có đi thăm chuột á thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Mong rằng bữa nay cũng sẽ có lý ha cô chú anh chị. Rồi giờ để nên rồi giết đặt giết ha, hai cái này đây. Bữa cái này chắc quớt. Nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối ha. Thì cũng 7 giờ ngủ rồi. Đầu hai vợ chồng nên đi thăm nè. Nên đặt hai chỗ, đặt đám cỏ này giỏ, đặt đám kia giỏ. Đám cỏ này trước đặt kín im lắm nè. Sao mà nãy giờ nên thăm tàn 70 không à. 2 giờ này nó chưa ra nên cũng không biết luôn. Nhiều khi chuột nó ra trễ, đi trễ. Chết quớt luôn. Chết không rồi. Đằng này có dính nè. Thấy nhúc nhích nè. Nhúc nhích gì cả. Đây. Bự hả? Bự. Dính là bự. Không dính. Không dính thôi, dính là bự. Mà nên thấy gặp không nhiều.
Này, này đám cỏ này hiu rồi. Đám cỏ này lúc trước nên đặt trúng lắm nè. Đây còn bự nữa nè. Đây còn bự nè. Dạ. Lỡ hả? Đây, con mới kìa. Thử nha. Bự. Ừ. Nay đặt hai cái luồng im hết kê, hy vọng nghe luôn. Mà chết. Mà chết không. Nay nên đặt cái đám cỏ ngoài kia, với đặt cái đường bạch đàn nè, đường bạch đàn này lúc trước đường chuột nhiều nè của chúng chị. Mà nay nên đặt nên thấy đường cũng im đó nè. Đường nó chạy cũng ngon dữ lắm, ngon. Mà sao từ lúc thăm tới giờ tàn là nên thấy chết không à. Không thấy dính gì hết trơn. Kỳ thôi không biết. Đây dính con bự. Đường hết sức ngon luôn. Đường này đặt hy vọng dữ lắm luôn. Dạ. Một chục. Ngoài một chục luôn. Cái đường chạy cái tới mà này. Chạy thẳng ra. Đường nó lên đó. Mà không có. Cái cờ đóng nhắn nhện luôn. Được chưa? Chết quá. Tàn là chết không. Ồ, ở đây chui lỗ mà chiều nên không thấy. Lỗ nó chui. Lỗ cũng thường. Ồ, ồ chuột là có dừa. Đây dính con nè. Nè. Đó dính con. Còn cái dưới đó sập không dính nè. Để nên dài lại. Đón con nè. Xa xa được ngon, xa xa được ngon. Bữa trước thăm im ha, hay giờ dính. Dán mẫu luôn. Ừ, dính lý lệ luôn. Hôm nay bèo quá. Nay anh hy vọng lắm mấy chứ đặt hai luồng, luồng nào đường thấy cũng ngon nha. Hy vọng mà im lắm á. Ồ, chuột chạy bự hết sức. Chạy đó. Mà hy vọng nhiều, thất vọng nhiều. Chạy đi, nhiều khi giờ này nó chưa ra từ sáng, sáng sao. Hai bé luôn. Hai đứa rồi. Rồi kẹt cái gì rồi. Hai vợ chồng nên thăm cũng xong cũng về nè cô chú anh chị. Bữa nay thất thủ à. Mà cái cũng im của chú anh chị. Nói chung cũng 3-4 ký gì đó. Cũng 3 ký ngoài. À, chuột bự này là chuột bự. Hôm qua nên bữa trước hai nên thăm cứ ngắt cái động luôn. Này lưa thừa nhìn chỗ trống. Chuột bành bành không phải vậy. Cũng được cứ tối này nên cũng được 3 ký ngoài. Anh hy vọng là hai luồng này nay im đấy chứ nên đặt cái chiều là thấy đường mòn ngon lắm á. Mà sao thăm toàn là chiếc quớt. Hảo. Rồi hy vọng là cứ sáng nay sẽ dính có lý hả cô chú anh chị. Nhiều khi cứ sáng nó chạy mạnh không chừng. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha. Rồi buổi tối nên chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Bye bye. Cô chú anh chị nhìn thấy con gì không? Con cống. Cái hàng này nè, mình tưởng nó chuột cơm nên đặt. Không biết sao mà nó vô mà nó vô cứng ngắt cho gặp gì luôn nè cô chú anh chị. Rồi hết thế vô. Xây đầu không được, nhúc nhích không được luôn. Nó muốn bung ra luôn. Vô. Một con. Thì nên cũng xin chào cô chú anh chị nghe mới ha. Sáng bắt đầu hai vợ chồng nên hành quân
đi cuốn cây ba bảy chuột nè, mong rằng cây sáng này sẽ có lý. Hôm qua giấc tối đi thăm chất quất này, xoài nè, mít nè, khung cảnh buổi sáng của chú anh chị, đồng ruộng ông mặt trời lũ vàng ấy kìa đó. Ông mặt trời lũ vàng rồi đó. Cao. Đám cỏ này lúc im ghê. Đám cỏ lúc trước nên đặt chúng lắm nè. Hôm qua đặt đường thấy cũng đường cũng im lắm luôn. Mà chết không kỳ nên cũng không biết luôn, đường nó xẹt lỗ lỗ nè, nên thấy cũng có dấu chạy ra ngoài nè, ngoài ruộng nè, mà sao đặt không dính nên hiểu không nổi nè, dấu chạy nè gì mà đặt không dính. Đây dính một con. Cỏ mùa này ít chuột, không bằng mùa rồi. Mùa rồi chuột dữ lắm. Thấy đường chạy ra im ghê ngoài ruộng. Sao mình đặt không dính không biết. Một bé nữa về rồi ấy giật quá à về không cần đồ đây sập nữa nè, đây một bé nữa. Chật quá, cái đường im quá, im mà không dính. Chuột, tối toàn thăm gặp không không. Tối thăm chật quá không, mày dính không? Đầy dính luôn. Dằn gặp cái thuốc này. Kìa đó dính con kìa. Trời con có chút chéo chèo. Chết quá. Đường ngon mà chết. Giờ thì bắt đầu 200 nên đi cuốn mấy cái lập ếch hôm qua nên đặt hết cô chú anh chị. Đặt ếch đặt chuột luôn. Thắt thu chuột cũng còn ếch, mà thắt thu ếch cũng còn chuột, mà hai cái thắt thu hết thì bó tay. Nên cuốn hôm qua nên đặt ở đây có một cái nè, em gặp chuột. Gặp chuột thì nên đặt cũng xong rồi. Ý nên gom cũng xong gặp hết trơn rồi. Rồi chất quất. Ở đây không có ếch rồi. Rồi, không có con nào hết. Xui kèo. Một cái. Nó trên nên đặt có mấy cái nên kiếm ếch lần ăn á cô chú anh chị. Mình cũng đổi tiền đi chợ. Mình có đồ ăn thì mình khỏi đi chợ. Ở đây nên có một cái nữa. À đằng này rồi sẽ thấy im gù và gù của chú anh chị.
không biết có gì không đây. Gọi chức quát luôn. Đừng nói. Không có con nào mà ngay nó luôn nha. Chức quát là vậy. Này đang chiếc xuồng nó nên có một cái nữa đó. Hy vọng cái này ha. Không có này không quá. Nên thấy dấu giò ếch rồi cũng giữ nó im nè. Cũng có dấu giò lắm á. Rồi chết quất luôn. Ba cái không có một con luôn. Chẳng lẽ là kiếm con ếch ăn cũng khó vậy sao? Kìa, dấu giò bành kia ở bên đó kìa. Mà sao không có. Hy vọng à. Để nên rửa cái. Đây nên một cái nữa. Thêm cu à. Ếch nó rút đi dần. Cắt lúa cái nó động rút hết trơn hay gì. À cái này được một con. Cũng trọng à. Cũng vừa được. Dư sức ăn. Được một con ăn ủi. Cái gì trong giò? Cái tiếp theo nè. Có gì không? Ồ cỏ. Cỏ. Này biết đâu con gì nó mũi nó bu vô trong cái mặt nó cắn. Hai con. Cái này hên được hai con của chú anh chị. Đây, hai con. có ở đằng rồi đó. Khỏi sợ không có ăn rồi đó. Như mấy con đó là hai vợ chồng anh Dư ăn rồi đó, ba con. Anh còn một hai cái nè, dưới đít đầu cầu này anh có một cái nữa nè. Quả vỏ chuột đây đi, vỏ chuột lên gom xong bỏ đỏ sẵn nên đi gom luôn, gom là bớt luôn. Kiếm mồi thêm á, này có không đây? Ta thấy nó sùm sẹo ra rồi. Ê, có hàng. Mấy con. Có một con một à. Tại vì có đơn không. Được một con nè cô chú anh chị. Có đơn không. Rồi, công đoạn đổ chuột. Đường con cũng nhâm bự hết sức bự. Vô cái đi. Nhìn bích lợp luôn. Nhìn con nhùm. Con nhùm hết sức bự hả chú anh chị. Nằm một cục đang thù lụi luôn. Sáng nên thăm được nhiêu này. Bữa nay chắc bữa nay chuột bự nhiều hơn. Bữa nay ít chuột nhỏ. Nè, đang thui. Vì mà sao mà chui vô gặp hay thiệt. Chạy thung vô rồi đập bẹp vô rồi nằm im luôn. Chạy nhanh á. Này nên bắt quay về á. Nên bắt quay về nên viêm bị cờ lại chắc con mày nó tung mạnh vô á. Cái nó chui vô trong cái gặp luôn. Đập vô rồi cái đít không lẽ không bường vô. Phải bường vô thôi. Bự. Mở chưa? Chưa. Trời, để đó đi. Để riêng luôn bên đi. Này nè, ít hơn bữa trước rồi. Cái gọng đó là hồi tối đó. Tối nên thăm đó.
chưa sang qua. Nó chứ cũng không ít nhiêu đâu á, chứ chuột bành không. Ừ, không có chuột nhỏ. Chuột nhỏ có mà ít ít xịt à, không được chừng ký lô, không được ký nữa. À, nay dính ít mà dính chuột chuột bành không à. Ếch thì nên thăm cuốn về rồi kìa, được 5 con ếch tổng cộng phải không? Tổng cộng được 5 con ếch, cũng cũng kiếm được bữa cơm của chú anh chị. 5 con là dư sức hai chồng nên ăn luôn. Ừ, ngày ngày ăn đó, ngày ăn ngày ăn 5 con ếch thì là ngon lành luôn. Ừ, 5 con đó chứ cũng cả ký. Để nên đổ tiếp và xả nên cái nên cần tổng kết ra được nhiều ha. Dạ, nhảy số gì lại. Hai ký. Chưa. Nhảy tới số mấy đầu? 9 ký. Đâu. 9 ký 8, 9 ký 7, 9 ký 8. Đâu căng lại thử coi, nhấp lại coi, nãy tôi thấy bà dựng cái chuột, gọng chuột lên trước. Ờ, dựng lên gì đi. Đúng rồi, 9 ký 7, 9 ký 7 trừ 1 ký 2 cũng còn 8 ký rưỡi. Thì bữa nay cũng hên ha, không tưởng đâu, tưởng đâu chất quất rồi. Ai ngờ cứ sáng dính cũng ngon cô chú anh chị. Mà dính chuột bự không à, không có chuột nhỏ luôn. 8 ký gửi rồi, nửa ký chuột con nữa rồi. Còn còn con cống nhâm kia nữa anh chị. Kè và cầm cống nhâm lên này. Con cống nhâm đó cỡ như mấy trăm gram. Nửa ký hả? Rồi 400 gram. Cống nhâm nó 400 gram. Thì đó, nội này không là là cống nhâm với này không, mà thấy 9 ký thì 9 ký với cỡ 1 ký chuột nhỏ nó như 10 ký rồi. Thì tính như như 10 ký lô. À, chuột nhỏ nên nay cỡ 1 ký à, đây mớ chứ ngoài đó mớ à. Thì nay cũng đã của chú anh chị hên. Tưởng tao dắt tối nên đi thăm là chất bớt rồi. Ai ngày cái sáng cũng dính chuột bự không à, cũng im ghê. Mừng quá. Ngày nào cũng được chục hoài là sướng, có tiền ăn Tết à. Thì một ký chuột gì nè, nên căng lại cho người ta là một ký là được 50 ngàn hả cô chú anh chị. Còn nên chỉ căng chuột lớn thôi, còn chuột nhỏ thì nên phải mắc gọng lại, nên gọng lại là nên để giao cho anh Thanh á, anh Thanh Tiền Giang á, cách vài bữa cái anh lên lấy một lần gì đó. Thì chuột nhỏ nên gọng lắm gài nè, gọng là hai ngày mà cũng còn có cỡ 5-6 ký chuột nhỏ nè, chưa tính ở ngoài này. Thì tính ngoài này vô luôn là cỡ 6 ký chuột nhỏ rồi đó. Đó, chuột con thì nên gọng lại, bởi vì nên căng là căng được cái số chuột chuột lớn không à, thì nên căng sống gì đó cho anh ta là 1 ký 50k. Thì nói chung thu nhập một ngày nên nếu mà được 10 ký á, thì một ngày thì coi nên cũng kiếm được 500 ngàn. Có khi được, có khi được, có khi không của chú anh chị. Có khi nên đặt cũng có 2-3 ký. Đủ tiền xăng. Vậy hả, thì nó trừ lại đó, thì tổng cộng bữa nay nên cũng có được 10 ký hả cô chú anh chị. Cũng nhầm thì bự thì nên để lại nè. Thì có anh em bà con cô bác đồ có gần gần ở Châu Đốc á, gần chỗ Nên á, có ai muốn ăn cống nhâm á thì liên hệ cho Nên ha. Thì số điện thoại của Nên là 0377 726 783. Thì có anh em nào muốn ăn cống nhâm á thì Nên còn đặt nè, Nên còn đi săn vòng à, thì có thì nên để lại. Tại vì cống nhâm thì nên để ngoài bán ha. Đưa cho người ta, đưa cho lái thì lái người ta quen bán chuột cơm không à. Bán cống nhâm thì không được. Bởi vì nên để cống nhâm lại ha. Okay.
ở đây còn 4 con nên còn để nè, 4 con nên đặt bữa trước nên còn để nè, nó để dưới đó kìa. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha, thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên xin chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, bye bye. Vậy là bữa nay được 5 con ếch đủ ăn ngày rồi đó đỡ trống tiền chợ.